chua dần máu khi em đã có anh. Em đã ước mình được làm gỗ sâu, hằng đêm em luôn nguyện cầu được yêu anh suốt đời. Xin Giêsu Chúa minh chứng cho tình ta. Giờ Thiên Linh đã đến bên em giây phút này, bước giữa thánh đường mở lòng nơi đây, hẹn rằng bên nhau trọn đời, chia nhau buồn vui từ nay về sau mãi mãi. Xin Cha giúp chúng con tụng phục nhau luôn luôn và luôn yêu thương không xa rời, dù bao gian khó gió mưa tình sẽ không phải tan.
trời tươi chua lá cờ lại khám nghìn bụi bì sáng đuôi cờ bụi lại khắp trời suốt đê chỉ áp bò ya rải lưỡi chỉ lại ngót hờ ninh tích bông này mọc lại hợp á mừng ra này rơi mong lo bi sao trong lòng anh thấy xuyên sao chợt nhớ thương sang em ở nơi trời xa rồi còn tim anh chỉ muốn nói nói một lời với em rằng anh sẽ mãi mãi yêu em suốt cuộc đời này nguyện cầu cha ban ơn cho chuyện tình yêu chúng ta mỗi bước chân có Chúa luôn bên cạnh và con tim anh chỉ muốn nói nói một lời với em rằng anh sẽ mãi mãi yêu em suốt cuộc đời này dù gặp bao nhiêu thử thách thì lòng anh luôn cạnh em nguyện trọn đời trao hết những yêu thương của anh dành cho người xin cha ngài dần dắt chuyện tình yêu chúng ta đẹp theo ý cha mãi mãi có Chúa bên cạnh ta xin dâng chuyện mình cho cha cầu cha ban ơn cho chuyện tình yêu chúng ta mỗi bước chân có Chúa luôn bên cạnh ta và con tim anh chỉ muốn nói nói một lời với em rằng anh sẽ mãi mãi yêu em suốt cuộc đời này dù gặp bao nhiêu thử thách thì lòng anh luôn cạnh em nguyện trọn đời trao hết những yêu thương của anh dành cho người xin cha ngài dần dắt chuyện tình yêu chúng ta được đẹp theo ý cha mãi mãi có Chúa bên cạnh ta xin dâng chuyện mình cho cha mãi mãi có Chúa bên cạnh ta xin dâng chuyện mình
dù gặp bao nhiêu thử thách thì lòng anh luôn cạnh em, nguyện trọn đời trao hết những yêu thương của anh dành cho người. Xin cha ngài dần dắt chuyện tình yêu chúng ta được đẹp theo ý cha, mãi mãi có Chúa bên cạnh ta. Xin dâng chuyện mình cho cha. Chúa khiến con đây trở nên mới luôn. Ngài sẽ dắt con đi qua bao hiểm nguy, nguyện dâng tâm hồn con với cha. Chúa đừng yêu thương con không hề phai, và Chúa luôn lắng nghe lòng con khấn xin. Nguyện Ngài đoái xem và khiến con dòng Ngài, mọi vinh quang thuộc về cha. Tình yêu tuyệt vời Chúa đã ban cho, Ngài sẽ quay lại như lời đã hứa. Tình yêu tuyệt vời chẳng chỉ sánh bằng, thần linh Chúa hiện diện nơi đây. Tình yêu tuyệt vời Chúa đã ban cho, vì yêu con nhiều Ngài vui chiều cánh. Tình yêu tuyệt vời chẳng chỉ sánh bằng, tình yêu Chúa hiện diện nơi đây. Chúa khiến con đây trở nên mới luôn. Ngài sẽ dắt con đi qua bao hiểm nguy, nguyện dâng tâm hồn con với cha. Chúa đừng yêu thương con không hề phai, và Chúa luôn lắng nghe lòng con khấn xin. Nguyện Ngài đoái xem và khiến con giống Ngài, mọi vinh quang thuộc về cha. Tình yêu tuyệt vời Chúa đã ban cho, Ngài sẽ quay lại như lời đã hứa. Tình yêu tuyệt vời chẳng chỉ dành bằng, thần linh Chúa hiện diện nơi đây. Tình yêu tuyệt vời Chúa đã ban cho, vì yêu con nhiều Ngài vui chịu gánh. Tình yêu tuyệt vời chẳng chỉ dành bằng, tình yêu Chúa hiện diện nơi đây. ไอเดทุ่มสมบูรณ์ได้ตัวเหตุอาสนะตลอดเห็นลมก็เกิดความปมโตปมโตก็สังยามไอปูลก็สังยามแล้วนักจิตยามกับจุนไอปูลได้ยับไปในลานได้ทุกชนของมากไปดองตัวนักก่อสร้างตุบุญจุนได้ก่อสร้างไออดุงกุลดมบุญก่อไอมุ่งก่อสร้างมาไม่สมบูรณ์บ่อนี้นักก่อตัวจุนอุโมงเราฮารีนาบุญยะเลนันอิสมุลกตุล
Khi đó mộc lời tụ ưu tụ mừng sang ai đi tụ mộc phụ kẹt tụ lần trả tập ngư tự nguyên đây. Rên em cộng chi cực lại bừng hoa chẳng mang môi cửa tòa chủ ủng bộ này ở bát nơi đau lòng tay khắp. Khắp mừng tí ao bài, rai ao cốc, châu cốc lúc bùn tụm say ở khắp nơi nào. Lại chắc cái chi dàng rè tì bà ai tìm ác. Mới cái chi dàng rè lại đập y năng, lại chắc chinh lâm thôn phẳng mà đâu. Ai đi ai tông biết hồng chi dàng gặp dưới này phù đây. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, khoảnh khắc hạnh phúc chính là đây. Tình yêu thương bao phủ trong ngày vui hôm nay và trọn cả tấm lòng chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời đấng đã hằng yêu thương tất cả mỗi một quý vị, những người cha yêu mến con của mình vậy. Và trải qua những chặng đường của câu chuyện tình yêu rất đẹp và đầy lãng mạn, hôm nay kính thưa quý vị, một buổi tiệc chúng ta cùng có mặt tại đây để cùng ngợi khen Đức Chúa Trời và cùng với cô dâu chú rể, cùng với trọn cả tấm lòng của tất cả quý con cái Chúa ở đây, chúng ta nhớ rằng Kinh Thánh có chép rằng ai tìm được một người vợ là đã tìm được một điều phước và hưởng phước lành bởi Đức Giê-hô-va. Và trong ngày hôm nay chúng ta hãy cùng hướng về khu vực trung tâm của nhà hàng Thịt Cưới Hội Hương để chúng ta cùng chào đón đôi nương hạnh phúc. Ví như tất cả mỗi một quý vị luôn luôn biết được một điều trọn vẹn rằng khi nào chúng ta có được hạnh phúc, ấy là chúng ta sinh ra yêu và được yêu. Khi chúng ta được nắm tay người mình yêu trong ngày trọng đại của cuộc đời và tin chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên tất cả mọi điều, luôn ban cho tất cả mỗi một quý vị những phước hạnh và Ngài đã chọn lấy cho quý vị và các bạn một nửa để yêu thương. Chúng ta hãy cùng chào đón cô dâu chú rể của chúng ta trong một ngày thật hạnh phúc trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu Dina Buôn Giáo và chú rể Isimon Cơ Tôn sẽ cùng ra mắt trong ngày hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Nick ID. Vâng, xin được rất là vui mừng được cùng với tất cả mỗi một quý vị trong một ngày thật trọng đại với những cung bậc cảm xúc ca từ rất đẹp để cùng người khen Chúa cho ngày hôm nay. Và chúng ta luôn nhớ rằng trong chặng đường của cuộc sống hôn nhân, Chúa đã chọn cho mỗi một quý vị một người yêu thương. Và chúng ta biết rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau, một nền tảng của một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. La giác tổ phùng mô lô cầu cầu phùng mô đề trôn được dài. Chúng tôi trân trọng kính mời tứ tâm phụ mẫu của cô dâu chú rể sẽ cùng tiến về sân khấu trong ngày vui hôm nay. Gọ sang tinh cơ mani cầu cờ ai đun gôn từ buồn dung đây. Gọ sang tinh cơ ai cây cầu cờ ma mi si môn đâm bít rơi sẵn hà riêng từ đồng đơn sử dụng tương cọ lùng cầu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Cầu cờ ai đun gôn cầu cờ ma mi si môn sang đâm bít sang hà riêng từ đồng đơn này lâm lầy hợp áp trong sân ác sử dụng tương cọ lùng cầu. Và những điều được chép trong sách Rôm, kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu thương của tất cả mỗi một quý vị phải chân thật. Chúng ta hãy gớm sự giữ mà mến sự lành. Và trong ngày vui hôm nay, ngày vui của đôi bên gia đình, niềm vui để trọn vẹn đối với người cha người mẹ. Họ là những con người nghe lành, ví như Kinh Thánh chết rằng người nghe lành để lại gia sản cho con cháu mình. Và câu cỡ ma mi si môn sang ri tê đô cô nô này sắp đưa tân gọi lông cầu. Có sam nia từ bồn chung đây, có sải cây từ màu bồn cội mông, số bước thân cọ lục cầu. Từ nay về sau mãi mãi, sẽ cha dấu chúng con thật phục nhau luôn luôn. Ta luôn yêu thương không xa rời. Dùng phan đi mima cực lời khắp mịt ma bảy khắp bụng nát. Để năm trước hôm nay hợp ma cái đi mima rung nặng nia là trong say, nặng cây từ nhiều lệ đam. Có sẽ em nói đi công cộng chinh chẳng thì gợi ếp bát nó nào lòng lấy khắp. Đó nàng có sang đây từ lúc nương này hông ác ảnh đi mì mai nhớ. Lên nàng đây là phép nhớ để ảnh yêu mà thư cỡ mít oa bộ bệ là blu bệ của đoàn nàng có sang. Có sang tình cờ mà nê câu cờ ấy luyên. Lên nàng có sang tình ấy cây câu cờ ấy ưu nê sẵn ở đây lúc nương này sẽ bất tân cỡ lưng cầu. Với chọn lời biết ơn chân thành sâu sắc nhất của đất bên gia đình xin được gói gọn qua những lời phát biểu của những vị đại diện. Về phía gia đình nhà gái xin được trân trọng kính mời anh Duyên. Cô sang tinh cây cầu của Ionis sang đây trung nôn sẽ sập tân cội lục cầu. Trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình nhà trai sẽ cùng tiến về sân khấu. Chẳng như là lời chốt lưỡi đỏ môi nhưng tình yêu thương đầy chật lành. Và chúng ta nhớ rằng khi tôi tập thì quý vị và các bạn thân mến chọn được những lời mà đối bên gia đình của chúng tôi xin gửi hôm nay xuất phát từ tấm lòng lời biết ơn chân thành sâu sắc nhất đối với tình cảm mà quý vị và các bạn đã cùng dành chọn cho gia đình. Con sang đây phục làm lúc từ đầu đường này lên để ra lâu hơn kiệt đẹp bông họa một năm dẫn đoạn đến ngạn để chuẩn bị cúc an của ID Vinny của ID sang luôn cầu cầu khoa phong tô anh nuôi sắp tới mùa lạnh Elohim sắp tới của ông công. Sơn con này đại Vinny lịch chặt ID mông lại bông hoa chân bằng ủng hộ mà rồng chung lấy sân lọc có thể sang dựa chân nâng bông hoa bằng tên là cái chương sân về đêm rút hoặc còn hoặc lại vào lại đại quý cọc ai đi mang mẹ là mình yêu sư kri nên là chắc kể thì dính ai đi bố rin dính đi là la là chân nâng làm nâng mọc bụng nạc nuôi mày thì bà kê mày vào hạt tích là nâng mọc lại tích lại đêm rút hoặc ý lại chắc chân ý bà lấy của tụi ai mày Adam là Eva. Ada mencing sapung pun sang gap tu e lencing umuk biak menjih bate racung ai mok lebi karau bekap dan klebi gup nyu mencing klak leh situ mok lebi pul dah cak leh leh campra rempet ok leh hak mak di lo jak jum pun gap noi yu ngong pun du yu ngok cai cun ak betul nyu leh nen pun hak tu leh kenap untuk kukra mak mesjong nia chẳng đỡ na bên ích ích giờ chiếc là chặt em này để coi bỏ ích mới lo hên có ủng mộ rồng chẳng lại tiếp nhớ chứ sao mà sao cũng phục ích để ích mới nhớ lại tiếp làm đây cũng còn dụng nội dung để sang tục bất đo na cặp đôi áp sẽ chẳng ai đi kẹt kia ích mới để nay nó cũng họa lòng mà sao do mà coi cũng bị đọc là thèm cũng họa để đô cũng ai được chân một lại chặt áp tại quốc lại bắt làm nó cũng họa mong chân này có Israel thèm rè sẽ ít ngã lắc liêm ban từ buôn cả nam phần đồ các bài ác thực bao là thèm rè thì sẽ có ai đi được biết ách mới một chương áp lẽ là một chương mà sợi bắt biết
ai đi sợ tắt dí cũng buôn sang gặp nhiều hiền đằng lồng để đo mò lại chặt à để có ít bơi chỉ đó là gặp nhiều để được một thằng đi chặt đã lại chân áp để tôi ăn xin sang lũ để làm gì chặt lại chân áp gặp lại môi bên mình ấy còn nhiều chỉ chặt lại to có bao la thôi coi rằng mình đi xử lý anh bên đi cái idea là giờ tôi có phun thuốc có chỉ chặt lại chân bên đó chỉ chặt lại bùng hoa ông lại năm để lại mong mong đi bao soi yêu hoa bạc lời bỏ tên này ô tô đóng công chuyện này bồ lệ ngầm ăn về đa chẳng mũ mơ gỗ sẵn từ công niên đây có một chiếc lời bồng hoa lúc bà răng đang ngạch lại bị thâu cực lời dùng phần bệnh này sau khi tôi có lưng cầu à xin cho bên đi là chắc idea là hình là chắc cái gì chàng gặp kia và nít nhu tình vào idea à trước thế này là chuyện đi đi bạc đây khoảng mà lần là dạng cái gì dạng gặp người người phụ rồi lui bỏ phước bỏ ma để bà cái hợp ác này à cho chỗ mỗi cái hợp này hắn có bên đây là dạng cầm là mòm nâng nhờ hình lũ là hắn cắt là mò cái lũ lũ hình lại mơ để đặt cầu lũ mà đoạt cầu bỏ xuân ăn à cầu cái gì dạng gặp người người phụ rồi mình nhìn à tôi mọ anh ạ băng an đến mẹ không lại không ác quý cho mà chào vô tôi được không ạ lần ăn gạo sang từ công nhân là đi chọn gặp dưới nên phụ là học ác mưa từ gạo sang ai cay ngôm trục chân lại khắp từ một miền hoa gặp dưới à thế như sang một lại lột lũ biết lại sau đó từng gõ lùng cầu cái gạo sang cái cay đây anh ta bên đây cái idea một đại idea po à bên gốc lần tôi cho anh ta này à một lần bị khắp chặt ra là nó trục một lần bị cua à tôi si một lần đi chăng lần ăn luôn cái chi chang phong 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 tô phong tô họ say giang họ gặp vui hôm nay là bình gặp họ tòa chỗ nào cái này thì tru nôm nạp họ này sau đó thì đỡ bao lai họ tòa chỗ phong tô nặng ngay cái này chẳng mọc lại bị gặp gặp sức xua là nó tục tiếp họ lại khắp cái đi làm bị cục hàng cái đi tờ ra đi để họ lại chấp chấp tụng làm bị chi chang gặp vui ra chuyên bác đâm nàng bên đi cái idea có sang thì công nghiệp đây là bảy biết có sang cái cây để ăn lo thêm mất để phát triển ăn thế mày là thêm một trường vỗ tay của tất cả quý vị được không nào xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và tiếp theo cô dâu chú rể những con người hạnh phúc và mang trên mình vẻ đẹp cho ngày hôm nay xin mời cô dâu chú rể hãy cùng tiếp xúc qua để cùng nhau cắt chiếc bánh kem cho ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời cô dâu Lina và chú rể Simon xin được trân trọng kính mời lần bắt này mơ tới bị thăm chân trầm mơ cưỡng đông mơ này thì là lâm play đến tôi chỗ mộ đi nhu mộ tao quý phúc ung quý bài dạ để cài nào phúc nó mà mệt oan đi nhu tìm rèn tạ nạc cúr tỏa lăn ngạ mà rê tê nạc đê gà tỏa làm đông phúc sang bê đà tư chút lăng lên nâng bú cực lệ đi bú yông phán sá nạc khỏi giang Yêu-xu phô mơ tạ bê đi tỏa bốn làm tạo ai đi lên nâng play phá nô nhu lần ăn như theo của đề lục lời chẳng tiếc mơ cô dâu chưa để về những đường cắt bánh trong ngày hôm nay với chiếc bánh kem rất ngọt ngào và tiếp theo chương trình sẽ cùng rót ly nước ngọt cho ngày vui hôm nay ở cầu của tôi chủ ủng hộ sản xuất chọc em mê và sẽ bước đường cọ lùng cọ và những đường chiếc chung sách Matthew loài người không được phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp nên với chúng ta đã biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng, Đức Chúa Trời tạo hóa. Ngài đã tạo dựng nên tất cả mọi điều để ban cho tất cả quý vị. Và cuộc hôn nhân đầu tiên chính Ngài đã tạo dựng nên. Và chúng ta biết rằng hôn nhân là thánh, cho nên hỡi tất cả loài người phải có sự kính trọng đối với hôn nhân. Và hãy luôn luôn bước đi trong tình yêu thương. Mời cô dâu chú rể hãy cùng rót về những ly nước ngọt của mình. Và có của ta cho ủng hộ sáng tốt râm bếp. Lên ăn tông mong rơi này ở chiếc giảm gặp dùi Nepal đầy Jack Snack. Bắt xem sân nát của tôi cho ủng hộ để gặp tôi cho ta. Mà một bộ xem hình của bộ để bộ khám ôm. Lên anh sẽ mắc lấy cái bắt phóng phư. Lấy xem sân lực để đặt xa chôm nia thơ phúc nia kia dơ hộ ba. Năng cực lệ rằng bình mình. Thưa quý vị, hãy luôn yêu thương nhau và đặc biệt hơn cho tình nghĩa vợ chồng để trọn vẹn. Người chồng hãy yêu thương vợ mình. Hãy như chàng rể Giê-xu đã yêu thương hội thánh và vì hội thánh đã trả một cái giá đắt nhất, chịu hy sinh tính mạng của mình. Và chúng ta biết rằng có tình yêu thương nào lớn hơn bằng tình yêu vì bằng hữu mình chú phó cả sự sống mình và cô dâu vô phục chồng mình là chắc của tôi chủ mộ lấy năng hăng trong em mi thì như là chắc của mỹ mà bồ rùng bà lấy
Tình yêu thương lớn lao của người cha người mẹ dành cho con. Chúng ta đếm đo những giá trị của cuộc sống như tình yêu thương ấy lớn lao, và không một ai có thể đền đáp được tấm chân tình đó. Hãy như Kinh Thánh đã chép rằng, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi để ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va đã hứa ban cho ngươi. Lo sao cái chóc là giấc cỡ hoa bộ biện làm lúc ở sụp tường cỏ lùng công. Và có lẽ rằng cô dâu chú rể trong ngày hôm nay vẫn chưa thể thấm thấu được hết nỗi lòng của cha mẹ. Chỉ khi nào lên non mới thấu được non cao, khi nào họ sinh con rồi, họ có cho mình những người con, thì họ mới hiểu được rằng đây là tình yêu thương mà cha mẹ đã dành cho con, cha mẹ đã dành cho mình. Đó là chắc anh con của tôi cho ông mộ sang lòng Vitikra tiến lộc lây khắp in toa dừng giặc xem mộng rộng cực lây khắp. Mời cô dâu chú rể trở về lại vị trí trung tâm mộng. Chứ để trong giây phút hôm nay, tình yêu thương dành cho người mình yêu, hãy cùng quay nửa vòng hướng đến người mình yêu được không ạ? Em xin là nói rằng là yêu người nào thì hướng người ấy vào, và một nụ cười thật rạng ngời, niềm hạnh phúc để trọn vẹn. Hãy chuẩn bị những tràng vỗ tay của quý vị, vì Chúa đã ban cho tất cả mỗi một quý vị hãy vui mừng trọn vẹn. Hãy chuẩn bị những tràng vỗ tay của mình để cùng người khen Chúa được không ạ? Có giờ chứ để đan chéo tay nhau được không ạ? Tôi chúc ủng hộ rằng rằng biết chế gian đất đừng biết học lời hợp nắp, biết được cùng mở mặt. Rena Pangan di kita nanti mak. Jangan putai ku kubit jumbi di kawa. Bun. Hai. Ba. Jika Pangan kita nanti di kagil. Sana lejak. Alena nak kau ke dorang kau sang dari nau je yang bekam bekam. Bang a hai dah jadi enam liat. Bang a sis lagan lah binya di kawa. Nau je yang dia. Jangan tengan bekam bekam. Sang menia timun jung. Sang ai kai. Để lại tìm bồn cõi mông mà đang biết năng, biết chô, biết năng rô bát. Hâm ác quý đá ấy đi ơi cùng gồm lại cái chi dạng rầy. Và kính chúc được bên gia đình của chúng ta sức khỏe. Và Đức Chúa Trời là đấng đã yêu thương, là sẽ dây để gắn kết đôi bên gia đình luôn luôn ở cùng, che chở và mong phúc lành cho tất cả mỗi một quý vị. Sống bước tân là nhạc hợp. Sáng nào tìm bồn này, lâu hơn gần đầy trôn ở câu của tôi chỗ qua, nào tiện nắp. Sáng mắt kia cơ ngàn, Elohim, hai vị đại diện tiến về phía trước. Mắc cái cây ngàn lên nên có cái mắc cái ngàn đâu nguyện hứa cho đời yêu Chúa thành tâm trắng sai đời sống vợ chồng hạnh phúc ấm áp tìm ngài dù có bao nhiêu gian khó vượt qua họ sắp đăng lại giặc câu cờ doa cho biết làm lúc sáng tuần để vui lên nên là câu của doa cho ông ma có lời khóc prong sắc bày của phúc nạc để điều sáng tuần để vui lâu của tuần vì mắc cái cây ngàn có lời khóc gồm gồm đồ nằm của sàn. Xin được trân trọng kính mời tấm lòng đầy bao la của hai người bố sẽ cùng căng nhau. Lai chắc cậu mà luôn. À sang tuần được không? À có cậu đôi chỗ mà sang tuần được không? Trên này dài. Lên ăn tôi chỗ mi đi mạng kịch ngàn mơ. Lên ăn tôi mong này
sân đơn có sáng tí cái như sáng mồm nâng hợp tác sân tí như sáng lâu tức lúc nữ lao ả rần trôn nô ả có cơ mát sáng môn sáng thịt rưu nâng sân tình yêu sân từ mong nay đồ nạc hồ sáng mồm nâng biến ác biến phục nam là dân câu của Việt Nam trên đời không để dẫu khi gặp cuộc đời buồn vui. À lúc câu cứ gọi sang bên đây anh ta trên bờ. Tiếp tục chương trình với những món quà để cho quý vị và các bạn cùng mang đến cô dâu chú rể hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tiến về sân khấu mỗi một lượt hai người. Xin phép cầu sức lực để đi tôi cho họ. ตระหนักในจึงมันตกจันทร์หมดกุฏิโรงพยาบาลได้ห้องน้ําที่มาอุ้มเอาตัวอยู่แล้วและนั้นตระสาจะมีที่จึงได้รู้ตรงจนทุ่มเป็นทุ่มกันยังได้รับเงินก็บอกไอ้ที่ได้เกิดซาว่าจะเอามาได้ก็ได้ไอ้ที่มาพูดได้ก็จริงซาสําเร็จลงไปครับ
for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you. Được chuẩn bị dành tặng. Chúng ta cũng không hề bất ngờ mỗi lần tặng quà cho cô dâu chú đền luôn luôn là những con người đại diện, luôn luôn là những người mẹ, những người chị em gái, luôn là những con người họ đã được tôn vinh là những con người của phái đẹp. Họ dành tặng những món quà, nhưng cũng rất là mong muốn những người cha, những người chú, những người anh cũng sẽ bước lên sân khấu dành tặng. Và chúng ta vui mừng khi chúng ta cũng nhớ rằng họ mang trên mình vẻ đẹp của cuộc sống này. Cả con người đã tôn vinh họ là những con người của phái đẹp, nhưng chúng ta cũng nhớ rằng Kinh Thánh có chép rằng duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng mà người nữ biết kính sợ Đức Giê-hô-va, xứng đáng với những lời người khen. Đó chính là những điều tốt đẹp mà những người vợ đã mang đến cho cuộc sống. Những người chồng sẽ bước vào cuộc đời này xây những ngôi nhà rất đẹp, nhưng kính thưa quý vị, chúng ta sẽ giàu vì những người bạn và sang vì những người vợ của mình. Họ giúp đăng lại nhập lên lõ lúc câu của đây xong rồi thì được. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. Doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltz in like somebody. ແລະລະຈັກກະດຸມຫມົກຍັງອັບສະຫນັບໂດຍອັບແພນໂອແລະລະຈຸອົກຊຸດຫມົກຮັບບົດສານອາດຍົກອົກຍູສົມບົກເລລະຈັກກະຈິຈາຕົບຢູ່ໃນຟູໄດ້ຕະຫຼອດຫິນຕໍ່ຕິດຈັກອ້າຍດີປາຍແລະໄມ້ດອກຫມົກໄດ້ມີກວມແຕ່ນໍາຕົບຕໍ່ຮວຍຈັກອັກໄດ້ແລະນັ້ນລະຈັກດາມິດາມິດແນ່ປ້ອງດາໄມ້ຮຽມາແລະດຸຍເຊີນຫອງແມ່ຕໍ່ຫມົກແລະລະຈັກກະຈິຈາງມີມາ Đây là bằng ngàn biết tạm áp biết đồng thời chung mộ như thế này. Chào vô đây từ tất cả quý vị nào. Vâng, đây sẽ là bước đi đầu tiên cho những cuộc sống hôn nhân. Mời cô dâu chú rể sẽ cùng bước xuống và đi từng bàn đón những lời chúc từ tất cả mọi người. Xin được trân trọng kính mời.
Kính thưa toàn thể quý vị, ngày 26 tháng 1 năm 2023 sẽ là một cái khoảnh khắc rất đáng nhớ trên đời sống của cô dâu chú rể. Và tình yêu thương của tất cả mỗi một quý vị và ở đây vẫn còn vẫn vương hương vị của những ngày đầu năm, ngày mùng năm Tết, chúng ta cùng có mặt tại đây. Và quý vị sẽ cùng chung vui và chúng ta sẽ cùng gửi khen Chúa. Tiếp theo thì em xin luôn cùng với anh em trong ban nhạc Song Melody xin được gửi khen Chúa với ca khúc của tựa đề là bài hát Sai Đi. Vì chúng ta đã nhận một sứ mệnh đó, chúng ta sống, chúng ta rao giảng tin lành của Đức Trời đến với tất cả môn dân. Hãy như tác giả Esai đứng ra và nói rằng: có tôi đây, xin hãy sai tôi. Ở trong an lành, quên nắng cha sẽ giữ dần đời sống anh. Một người trong phương dẫn lối trông con đến nơi tuyệt vời. Kia bên qua cha chiếm một lối. Từ nay sẽ đang thang lúc với Giê-xu từng bước cùng nhau đi khắp nơi giờ chuyện phố ơi. Sân đường đi cái đi, sân đường từ đâu này, từ đâu cơ sang tình cờ, nè sân từ đâu này lúc cơ mà kết chuẩn bị đi cái gì xong mà sẽ được không.
xem cánh đồng lúa chín vàng. Lòng chợt nghe tôi nhân khó thương nơi bến ô tôi. Kể Giê-xu ngày đêm chờ mong cứu người. Chúa yêu ơi, đời con dâng ngài giờ đây, xin hãy
là một con người, dầu tôi chỉ là một người đầy yếu đuối, nhưng tôi làm được mọi sự bởi đức thánh linh của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban thêm sức cho tôi trong mỗi một ngày trong cuộc sống. Và xin mời tất cả là giác cờ sầm môi nhà được mấy lô lần nó câu cờ đi na chờ được đi cái đi lần nào câu cờ mà em từng mong leo sầm trong cuộc đời mùi nhỏ cái câu cờ đi na. Cờ đi nam biệt đồng quê mừng duy cơ ai đi lên đan câu cờ mà ép rem biệt đồng đây đồng quê leo xuống đan câu mà ép lên đan câu cờ mi phim sang prap lên muốn gì dài hả
Thank you.
ตัวเป็นลีลิจักไอเดียไรไรไม่ต้องโบ้แต่ยุ่งตัวแต่นั่นจะจบตรงรวยจากอันไหนและนั่นลายจักดามิดามิเนี่ยพร้อมดามายเรียมเอาแล้วแหละดูเยอะชื่นห้องไม่ต้องโบ้และลายจักกิจจังมาตายองใจมึงตาฟรีหรือชื่นละห้องไม่เรียนไหนก็ไอเดียต้องเป็นของตัวเองไม่เป็นอีกลูกเห็นลายจัก Seems like a long time, but nothing seems like a long time when I'm with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart.